ơi, hôm nay mọi người có khỏe không? À, chắc là khỏe chứ. À, xin chúc mọi người đẹp trai và đẹp gái ngày mới sức khỏe và vui vẻ mọi người nha. Hôm nay là chủ nhật mọi người. Hôm nay là mình với Tình với thằng Bo lên đây là nấu nướng ăn cơm luôn mọi người nha. À, cameraman vợ mình thì quay giùm cho mình đặt gấp luôn mọi người. Thì không có gì đâu. Hôm nay thì lên đây nấu nướng sẵn quay mọi người xem khung cảnh ở đây luôn. Thì mai mốt thì mình sẽ chia sẻ tiếp về cuộc sống của mình trong tương lai gần cho mọi người xem luôn mọi người nha. Bây giờ là đi nấu nướng. À, mọi người hôm nay chủ nhật có đi đâu chơi không? Mình hôm nay là đi lên suối tắm rồi nấu nướng ăn luôn mọi người. À, chủ nhật không có việc gì làm thì mọi người cứ đi giải trí thoải mái mọi người nha. À, bạn nào tăng ca thì cứ tăng ca là làm vừa vừa thôi. À, mình đùa thế thôi. Thôi mọi người chủ nhật là đi chơi vui vẻ nha. Mình hôm nay là nấu nướng chia sẻ cuộc sống cho mọi người xem luôn. À, mọi người cùng thưởng thức. À, giờ đi làm. Đấy. Vậy thôi. Trời mưa mọi người. Nên mình núp chỗ vách đá tám với mọi người. Mọi người thông cảm nha. Đang kiếm củi. Đang đi tìm củi. Nói chuyện tí đi Bo. Nói chuyện với mọi người tí đi. Hỏi thăm mọi người sức khỏe đi. Trưa nay là anh em mình nấu nướng ăn ở đây luôn mọi người. Chủ nhật qua suối nấu nướng mọi người nha. Trời bỗng dưng mưa. Trời ơi trà. Nóng quá, xù ngâm nước luôn à. Xô đây con. Chắc đói rồi. Tí nữa ăn nha con. Từ từ đi kiếm củi đốt lửa nấu nướng mới ăn. Giờ đi chơi đi. Trời hơi hầm tí mọi người. Hôm nay mọi người có đi chơi không? Mọi người đi chơi giữ gìn sức khỏe, giữ an toàn mọi người nha. Chủ nhật mà. Như lại mùa hè nữa. Số bạn thì làm, số bạn thì không có làm. Thôi rảnh thì các bạn đi du lịch vui vẻ các bạn nha. Mình thì đi quay phim thôi. Mình này mọi người, mình quay camera trước cho mọi người xem luôn. Không lộn không phải. Mình bật ngược cái đồ kính đấy. Quay cho mọi người xem luôn. Đây, sao bị lộn rồi. Quay lại, nó lộn. Quay lại đi. 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3 nó xoay lại. Rồi. Rồi, mọi người thấy không? Đấy, mình ở khu suối mọi người nha. Mọi người thấy mình đẹp trai không? Đấy, bình thường đúng không? Nói chung cũng như bao ngày mọi người. À, mỗi là răng nó vẫn hô mọi người. mình đường tới thôi. Đấy, mình đang chuẩn bị nấu nướng mọi người nha. Mọi người đi chơi vui vẻ, sức khỏe, giữ gìn sức khỏe là chích. À, lộn. Trời. Hả? À, giữ gìn sức khỏe là trên hết mọi người nha. Đấy, đi đâu và giữ an toàn. Đấy. Bây giờ đi quay cho mọi người khung cảnh ở đây thôi. Đấy, để mình xoay camera lại. 1, 2, 3, xoay. Rồi, bấm 1, 2 lần cái là mình lật camera lại. Lật lại rồi. Bà bầu hôm nay là cũng đi theo mình lên suối luôn. Đây các bạn. Đây. Cá hố các bạn nha. Đấy, làm cá hố. Hôm nay anh em mình chủ nhật đi qua suối nấu nướng. Đấy. Rồi. Xong rồi đúng không? Đi từ từ thôi bầu, ở đây đá không á. Đây, Bo hỗ trợ mình nấu nướng luôn. Con trai con gái đều làm hết. Mình thì tí nữa cũng làm thôi. Chà, nhìn ngon á. Ướp đậu xào đúng không? Kiếm cái nồi lúa đó. Nước nhiều dữ ba. Ít tí nữa. Đổ ra ăn tí nữa. Gạo nó mềm. Gạo hơi mềm á.
Rồi, được rồi. Đấy. Cô trời. Có nắp không? Có hả? Đây, đưa. Đây. Đây. Cái này đặt gần đó luôn chứ là. Đây, đặt gần đó luôn. Bỏ đây. À các bạn ơi, mình đói quá. Mình chưa ăn. Chờ một tí nữa là ăn luôn các bạn nha. Các bạn ở đó ăn gì ăn trước, mình ăn sau. Hôm nay chủ nhật mình đi lên suối nấu nướng ăn cơm. Các bạn là ở đó ăn cái gì là ăn ngon miệng các bạn nha. Lai rai là thoải mái. Đói quá chờ một tí thôi. Sắp sửa được ăn rồi các bạn. Ráng chịu đựng tí. Cua hả? To không? Đâu? Bắt đi. Đi vô trong rồi á. Cô cha. Có cơm lấy bỏ đó nhử luôn. To không? Mới hồi đó xong rồi mình chiên cá rồi sau rồi ăn cơm cá cá mì cá hối cá biển cá mì biển đó bây giờ mình sẽ đi tắm tí các bạn nha. Ôi, khu này rất là đẹp các bạn, tha hồ tắm. Mình tắm một mình các bạn, mấy em đang nấu cơm đấy, đẹp không bạn, thấy đẹp không? Chù, tắm ở đây các bạn nha. Thôi. Mình nhào vô bị tuột cái quần, may quá không có sao, nằm được. Mưa rồi cô, mưa rồi, đi ăn cơm các bạn. Mưa rồi cô, chiều nay chắc mưa to các bạn ơi. Thôi tranh thủ đi ăn cơm hả. Mưa rồi các bạn ơi, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Mưa rồi, mưa rồi. Ăn cơm, ăn cơm. Chù, mày quá, ăn cơm, mưa rồi, đi về. Xong chưa?
Ôi mưa. Có khi mình trú ở đây luôn á. Trú mình đâu. Quay đi đâu. Các bạn ơi, mưa rồi các bạn. Mình mới đi tắm tí mà mưa. Trời ơi. Mấy đứa chuẩn bị ăn cơm. Trú mưa. Mày đeo ùa về rồi. Chưa ăn đâu. Thôi, xong rồi các bạn ơi. Khui. Khui. Chô cha, ngon. Bạn ơi, nấu kiểu nấu xào rồi các bạn. Nấu kiểu Thái. Rau muống này. Kiểu Thái, Thái Lan. Không biết đâu. Nấu ăn chứ. Rồi, đặt cốc đi. Ôi, Sơn. Nhìn hôm ấy. Đi đâu á? Đi tắm hay sao? Bạn á? Bạn Sơn hả? Rồi, ăn cơm. Rồi, mọi người ăn cơm đàng hoàng nha, có tình. Cơm nào, bế cơm cho. Bế cơm cho chị em luôn. Rồi, tao dăm thầu đi. Mời thầu núi, thầu nước ăn trước. Ơ, tao dăm đưa sát con đi, sát con đi. Bây giờ là chúng mình ăn trưa các bạn, mọi người ở đó ăn ngon miệng mọi người nha. Ăn gì là ăn, mình ở đây là ăn cá với mắm rồi rau muống. Đấy, mời mọi người ăn cơm. Ở đó ăn gì ăn, mời mọi người ăn cơm, mời bà ăn không, mời suốt à. Thôi Tình mời đi Tình. Mời bạn ăn cơm nha. Rồi. Mời mọi người ăn cơm nha. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Chúc mọi người đi chơi hôm nay chủ nhật đi chơi vui vẻ. Đúng rồi, hôm nay chủ nhật phải chúc mọi người đi chơi vui vẻ rồi thoải mái. Đấy. Mình phải ngày nào mọi người đi chơi mình phải chúc chứ. Dạ. Mình chúc là mọi người là hôm nay mình đi chơi rất là vui. Cảm ơn bạn đã chúc mình nha. Hôm nay mình cũng vậy. Đi tắm rồi đi ăn uống chủ nhật các bạn. Để mai lại đi làm tiếp. Thôi mình ăn đi. Nói nhiều quá các bạn thông cảm nha. 1, 2, 3, im. Mẹ ăn đi. Tại em ăn cơm vợ. Em ăn cơm chứ. Mời ăn cơm. Mời bạn ăn cơm. Đói bụng ăn cái gì còn ngon mọi người. Nhiều khi đói bụng công việc nó rung quá. Nó rung kiểu như là bị chém đây đâu, chém gì đâu. Con hả? Con lưng á. Hả? Ta chà. Sao đi? Còn cái chém nữa. Cứ múc vào đồ ăn, em ngồi vô này em canh mấy. Xíu em còn lia mấy anh ăn á. Lia luôn hả? Không xíu. Cameraman sẵn ngồi đó lia mấy luôn các bạn. Có một số anh em mời mình nhậu mà mình không biết nhậu. Anh em thông cảm. Anh em quý mình đó, anh Tiết ơi. Em chú Quy Nhơn. Anh Tiết ơi, qua làng em chơi bữa nhậu, mình cũng đi nhậu. Mình uống nước ngọt không à. Đấy, mong mọi người anh em thông cảm, có một số anh em nhắn tin cho mình nữa, hôm nào qua đi cà phê mình cũng biết uống, mình uống sữa, uống nước ngọt, uống cam á các bạn. Đấy. Mai rồi anh chị em coi phim không? Mai mình chỉ em coi phim không ạ? Vợ mình mang bầu nên mình không có cho làm gì hết á, ở nhà. Đi cùng vào cái nhà làm việc nhà không à. Chứ bây giờ vợ bầu mà đi qua mấy khu đường muối tặng đá nguy hiểm các bạn. Mai mốt vợ mình khỏe rồi tương lai á, con cái rồi khỏe rồi vợ mình đi làm sau. Bây giờ vợ ở nhà là rảnh rồi cắt ghép video cho mình. Các bạn nào cảm thấy buồn buồn cứ vô video mình, các bạn tâm sự các bạn nha. Các bạn comment tâm sự. Có những bạn cùng tuổi thì các bạn cũng đang cố gắng để xây dựng sự nghiệp, sau đó có nhà có cửa. Mình cũng may mắn hơn các bạn xíu là mình có nhà rồi. Còn lại anh em là cố gắng, nói chung chuyện đâu thì cũng sẽ tới rồi. Em đâu có người nha, không tự nhiên nha. Những có gì đâu anh em là cứ thấy cái nó cũng có người chơi với ông ăn cá đi. Ăn cá hả? Rau muống nữa nè. Rau muống ra. Rau đi.
em đi từ đó cách không quay chỗ ngồi một chỗ quay, còn quay đi đi là để anh quay trong. Có ăn ngon này ngon, ăn ngon lắm đó. Rồi mọi người tới ăn kinh rất là ngon. Còn bò nóng mà đây. Nói chung thì vợ chồng mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm động viên vợ chồng mình, chúc phúc vợ chồng mình, thì mình cũng lấy đó làm nghĩa lực sống. Thì cảm ơn những lời động viên của mọi người dành vợ chồng mình cũng như anh em. Em ơi, ăn cơm nữa nè, để ăn nha. Ăn đâu nữa nè, anh em ăn thoải mái nha. Ăn ngon miệng là vui lắm rồi các bạn ơi. Mình chỉ sợ là một ngày mình ăn không ngon miệng thôi. Đấy, ngon ngon miệng các bạn cứ ăn nha các bạn nha. Ăn cái gì cứ ăn. Anh em nhậu nhẹt rồi đó là ăn no là anh em là uống uống rượu uống bia. Chứ đừng có để đói uống bia là nguy hiểm lắm, dễ bị say gió lắm. Bạn này đừng có ngại ngùng. Hả? Không? Nói được. Đừng có ngại ngùng. Ăn chứ, đang ăn mà. Anh có điểm nói có điểm dừng để em kiểu lúc em cần ngưng á. Ok. Cần nghỉ á. Ngon quá. Phần thử hôm nay là bốn anh em đều đói các bạn. Mùa này là mùa hè các bạn ha. Chắc các bạn cũng đi tắm rồi đi chơi đi du lịch vui vẻ. Mình cũng vậy. Mình cũng đai rồi đi quay phim cuộc sống xung quanh cho các bạn xem. Mình ăn thương luôn. Ăn xương cho kỹ các bạn nha. Các bạn ăn gì ăn xương cho kỹ. Nghẹn cổ là nguy hiểm lắm. Nhất là mấy đứa nhỏ. Năm xưa mình 8 tuổi mình hay bị nghẹn một lần rồi. Nghẹn xương đó các bạn, chù chà xém đi. Kiểu là ăn nhỏ không biết đâu. Bây giờ là ăn cố gắng là lách xương cho kỹ vô mới nuốt. Chấm nha. Ok, chấm đi. Vợ chồng mình hay chấm như vậy lắm. Chấm thưởng thức món mặn nhẹ các bạn. Hôm nay mình ăn rất là ngon miệng các bạn ơi. Các bạn ở đó gì ăn các bạn nha. Ăn cho no vô. No vô rồi đi chơi đi làm tiếp nhé. Có ai ăn nữa em ăn được không? Ăn canh được không? Ăn hả? Rồi ăn tí nữa cho vợ ăn tí. Hai vợ chồng mình chia nhau ăn. Đấy. Hút canh các bạn. Cô cha nấu canh ngon hả chú? Ai nấu vậy? Ngon. Bo nấu hay là vợ anh nấu? Bo. Hả? Ngon. Vợ nấu á? Bo. Bo hả? Bo. Cô ngon ấy. Hôm nay bo nấu cơm á. Bo hả chú? Hôm nay nấu được. Được mấy điểm hả? Được mấy điểm? 8 điểm rưỡi. Tám điểm rưỡi. Bò nấu cơm nấu đồ ăn luôn. Được, cơm hôm nay nấu cũng rất là ngon luôn, không có cháy. Cơm hôm nay em mới đổ 3 chén nước. Đổ thêm nước hả? Anh đổ vừa nói là bày ra chỗ răng hô các bạn. Trời ơi mất cửa. Nói chuyện răng hô, nói chuyện bị răng hô nó chảy ra chỗ răng hô. Trời ơi nguy hiểm quá. Bạn thông cảm. Này. Chắc dùng video đã đi ha em. Thôi hôm nay thì cũng vợ chồng mình cũng lên đây là nghỉ chủ nhật các bạn. Sẵn quay cho các bạn xem luôn ngày chủ nhật của chúng mình các bạn nha. Hồi nãy nhà bị hết nước sẵn đó mình lên núi mình quay nấu nước ăn uống luôn. Thôi các bạn ở đó thì ăn gì ăn và vui chơi ở đâu thì vui chơi ở đó các bạn nha. Chúc các bạn ngày chủ nhật vui vẻ và thoải mái và
thành công trong cuộc sống các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Mọi người đừng quên đăng ký và like cho mình video của mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Mình ăn tí nữa là mình uống nước hả? Thôi. Tắt cái ăn cùng cháy, cùng cháy ngon. Rồi, ăn cùng cháy. Ăn nha. Ăn cùng cháy tí nữa. Có cùng cháy này các bạn ơi. Cùng cháy núi các bạn. Thơm lắm. Còn giòn thơm lắm. Để mình ăn cho vợ mình ăn tí nè. Cứ này. Rồi. Bỏ đi nha. Đấy. Anh ăn cùng cái này. Cơm cháy nấu nó củi thơm lắm các bạn. Đấy. Đây, ăn ở đây các bạn. Chu thơm. Chấm. Cơm cháy á, chấm y xì là cơm mà người ta bán các bạn. Thơm. Chẳng khác gì cơm người ta bán. Ngon quá bạn ơi. Các bạn thử lên núi nấu cơm bằng con củi rất là thơm. Nó cháy cháy chứ. Các bạn tin mình đi. Chứ mình nấu cơm điện là cái mùi vị của gạo nó không có thơm các bạn. Nên các bạn chiên xào gì các bạn bằng bếp lửa bếp củi là rất là thơm. Đặc trưng của cái món thịt hoặc cơm gạo nữa. Bắp cũng vậy, mình nghĩ bắp là các bạn cũng nên nướng. Nên nướng cái củi tự nhiên á, rất là thơm. Ăn cảm nhận luôn các bạn. Ăn để cảm nhận các bạn nha. Thôi hồi nãy mình nói nhiều quá. Mình nói nhiều quá các bạn thông cảm nha. Chia sẻ vui với các bạn thôi.